Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 15 tháng 2 năm 2021 trên kênh Môi trường TV của tạp chí Điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Phía Nam đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.